Ui, anh đang làm gì đây anh Phan? Máy bay à? Cho em một cái nhá. Này ông ơi, khiếp, ông sắp làm bố ấy nơi rồi mà ông còn chơi cái trò con nít này á. Này, cái trò này cháu tôi ấy, học mẫu giáo không chơi đâu. À, muốn trẻ hóa tinh thần để tán gái ấy mà. Gái thì theo tôi đầy dẫy, đang phải giải tán bớt đây. Anh ơi, anh gấp máy bay để tặng các chị ạ. Ừ, con gái bây giờ ấy là phải tặng nhà lầu xe hơi. Chứ ông làm thế này thì... Ừ, nhưng mà máy bay còn giá trị hơn nhà lầu xe hơi nhiều, chị không thấy à? À ừ, chị quên. Thế nhưng mà máy bay này chỉ để hóa vàng thôi. Bà thì lúc nào cũng vật chất, nên chả thằng nào nó mê. Tôi thì lúc nào cũng lãng mạn. Ừ, lãng mạn thế nào hả anh? Ừ, em có biết Thượng Đế là ai không? Có ạ, à, là các đấng tối cao, là những vị thần mà mọi người hay xin xỏ. Tạm đúng. Thế phải làm thế nào thì Thượng Đế mới tha tội, em có biết không? Ừ, đấy, lại cái giọng lừa phỉnh gái đẹp đấy. Thì mình phải ngoan ngoãn và sống lương thiện. Nhìn Nana đây này. Sai, muốn được Thượng Đế tha tội ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là phạm tội. Có tội thì mới có thứ để tha chứ, đúng không? Ừ, cũng đúng. Và mỗi lần có lỗi lầm gì đó với phụ nữ, sau khi được Thượng Đế tha tội, anh đều gấp một chiếc máy bay. Em có biết để làm gì không? Có phải là để tặng mấy chị ý rồi xin lỗi đúng không ạ? Lại sai. Là để anh tiện đưa một mối tình ra đi, mà đi phải bằng máy bay ấy, cho nó nhanh, đỡ phải quay lại. Thế nào, chị thấy có mấy anh gửi đến cả một thùng tên lửa đấy. Má, tên lửa còn bay nhanh gấp vạn lần máy bay ấy chứ. Thế có nghĩa là các chị ý cũng bye bye anh yêu à? Vớ vẩn. Các người làm cái trò gì mà gấp máy bay đầy phòng này? Sao toàn dùng giấy trắng này? Ừ, màu trắng là màu tinh khiết. Mà anh thấy đẹp không? Anh Phan gấp cả ngày hôm nay đấy. Phí, phí quá. Cậu Phan, sao cậu rảnh thế? Phòng mình sắp đến kỳ phát văn bằng phẩm rồi. Ông xả láng một tí đi. Xả láng cái gì? Công ty đang phát động đợt tiết kiệm giấy. Mỗi một phòng chỉ được phát 1 gam một tháng. Tất cả những cái giấy tờ bây giờ đang dùng phải đều dùng hết cả hai mặt. Còn những cái tờ nào mà dùng một mặt rồi thì phải cất đi, lần sau dùng tiếp. Các cô cậu hiểu chưa? Dùng phí giấy tôi phạt. Sao hôm nay anh Trung nói giống Quyết đại ca thế ạ? Anh Quyết đi công tác 3 ngày, tôi sẽ thay mặt anh Quyết để tiếp quản cái phòng này. Các cô cậu cứ cẩn thận. Thế Trung đại ca, phần thưởng cho việc tiết kiệm giấy là gì? Đương nhiên là nhiều tiền. Nhưng mà bao nhiêu ấy thì khi nào mọi người phải nghe lời tôi thì tôi mới nói. Ok. Đi làm việc đi. Đi làm việc. Đây. Đời là bể khổ, mình thì lại không biết bơi. Giấy bán đầy ngoài kia, chả hiểu sao lại phải khổ này luôn ý. Tiết kiệm được nó không phải là tốt, mà nó là cực tốt. Than vãn cái gì? Cực tốt. Bây giờ cả phòng có mỗi một tí tẹo giấy, đang viết tự nhiên hết giấy thì lại ngồi chờ ạ. Mà ý tưởng nó ùa về là phải in ngay chứ. Đúng, gò bó thế này thì làm sao mà phát triển ý tưởng được. Chủ yếu vẫn là những hoạt động ở trên máy, tha hồ sáng tạo mà tẩy xóa bét nhè, rồi in ra một bản cuối là xong. Tất cả đều phải hưởng ứng cái hoạt động này, bởi vì rất có lợi cho chúng ta và có ích cho môi trường. Hiểu chưa? May quá, từ trước tới giờ mình toàn làm việc bằng cái đầu, nên không cần giấy là không cần giấy. Này ông, thế ông làm việc bằng cái gì? Mà thôi đừng trả lời, chắc chắn là không phải làm việc từ cái đầu rồi. Vớ vẩn. Anh Phan, anh làm thế thì thế nào anh cũng bị anh Trung mắng cho một trận cho mà xem. Biết đâu mà phải sợ. Ừ, cẩn thận nhá, không đến lúc á, văn bản một mặt cũng không có mà dùng đâu. À, Nana, hay chị em mình dùng váy để in bản thảo nhỉ? Bà luyên thuyên ít thôi. Trí tuệ của tôi ấy là phải được in trên những tờ giấy trắng tinh và thơm phức như thế này này. Ông, cậu làm cái gì này? Thì tôi kiểm tra máy in xem nó có hoạt động không ấy mà. Giấy trắng tinh như thế này mà cậu lại mang ra thử máy in à? Không phải cái gì cũng in bừa in bãi đâu. Này, cậu nói cái gì đấy? Tôi in ý tưởng của tôi mà ông bảo in bừa bãi là bừa bãi thế nào hả? Chính vì những thứ quan trọng như thế nên không phải cậu lúc nào cũng động tí là in. Đọc kỹ chưa? Rồi rồi thì
lát xem ai làm xong rồi in chung luôn một thể, đỡ tốn giấy. Nếu không ai in cùng ấy thì thôi không làm việc nữa à? Không nói nhiều. Các cô các cậu làm thế nào mà vừa hoàn thành ý tưởng lại vừa tiết kiệm giấy công ty thì làm. Các cô các cậu rõ chưa? Các cô các cậu, tưởng mình là đại ca chắc. In ý tưởng chung à? Chị đã có cách. Thế đã ai xong kịch bản chưa? In cùng tôi để tôi còn về nhà có việc cái. Em chưa xong, nhưng mà chắc là chị Kiều Linh xong rồi đấy. Hay là anh in về chị Kiều Linh đi. Không, sao lại lãng tử đi cùng với phù thủy? Không sao đâu chị ạ. Cứ thử in chung với anh Phan đi, nhỡ đâu đây lại là cái hay thì sao? Ừ. Này ông ơi, được. Ông xem cho tôi. Ừ. Dạ. Xem. Tên. Ai in đâu, in cái gì, in tại sao lại in? Này ông ơi, tôi với ông Phan nhá, mỗi người 15 trang mà in hai mặt thì tổng có 7,5 trang, mặt hai đứa thôi có tổng 15 trang thôi. Oách chưa? Loằng ngoằng thế, đưa xem nào. Cái gì mà sao lại phù thủy đang pha chế thuốc độc ở trong một căn lều lụp sụp thì lãng tử đến tỏ tình với những người lẽ yêu đương lãng mạn. Lãng mạn thì con khỉ. Cô các cậu làm ăn thế à? Sao lại lãng tử lại đi yêu phù thủy là như nào? Kịch bản kiểu gì đấy? Thì bọn tôi làm đúng theo ý ông mà. Ông chả bảo in lẫn vào nhau cho nó tiết kiệm gì nữa. Thôi ông chịu khó đọc đi nhá. Vớ va vớ vẩn. Tôi bảo in chung không có nghĩa các cô cậu làm bát nháo lên như thế này. Các cô cậu về làm lại ngay đi. Mà nhớ co cái phông chữ nó vào. Lắm chuyện. Còn cái cô kia? Trung đại ca, em đã sáng tạo dựa trên tiêu chí tiết kiệm của anh và cũng đã thu nhỏ phông chữ ạ. Em xin gửi ý tưởng ạ. Tốt, bé bé này là được rồi. Úi dồi. Ông là đồ ngu. Ôi trời tôi đấy ạ. Ô không ạ. Anh đọc tiếp thử xem. Lít nhít lòng hoàng thế. Đây là những lời công chúa nói với gã thợ săn. Thôi rồi. Nhưng mà chữ nhỏ lít nhít này cô định bắt tôi đi khám mắt đấy à? Chết đâu đại ca. Em xin nó kèm ý tưởng luôn ạ. Để xem nào. Tốt. Tốt. Này, hai cô cậu kia, về làm lại học tập Nana này. Co cái phông chữ lại nhỏ đúng bằng như này tôi. Thấy chưa? Tốt đấy. Nhưng mà này, về gõ ra rồi in lại cho anh nhá. Chữ xấu lắm. Tôi chết mất rồi. Làm việc như thế này thì không làm nữa. Em cũng thế, thà bị trừ lương còn hơn. Sao hai người nông nổi thế nhở? Phải bình tĩnh, lập lại trật tự chứ. Bằng cách nào? Em chào đại ca. Đại ca in ý tưởng ạ? Có cần em in cùng không? Thôi khỏi, cảm ơn. Cậu ấy chỉ giỏi phá hoại. Vâng, thế thì đại ca cứ tự nhiên. Mà các cô các cậu ấy là phải học tập tôi. Tài liệu của tôi ấy, nó có tận 30 trang. Tôi đã phải co gọn cái phông chữ lại còn 15 tờ. Đấy. Cậu làm gì đấy? Em đang học cách co phông chữ của đại ca. Mà nhá, không những co phông chữ ấy, tôi lại còn phải tìm những cái từ mà nó có nhiều ký tự, đổi thành những cái từ nó có ít ký tự hơn mà lại vẫn giữ được nội dung. Đấy, tôi đổi từ 15 tờ còn 7 trang rưỡi. Siêu tiết kiệm luôn. Đại ca, in đi anh. Ừ, việc tôi là in. Đại ca ơi, sao hơn 10 tờ rồi mà nó vẫn chưa dừng lại ạ? Sao lại 10 tờ? Tôi đặt 7 trang rưỡi sao lại còn 3.000 tờ này? Làm thế nào mà dừng lệnh bây giờ? Đại ca, ấn cancel đi. Ở đây này. Cancel? Không được hả đại ca? Ấn nút delete đi. Delete? Ôi, nó vẫn in kìa. Em có cách. Bà cắm thử lại xem nào. Nó lại in tiếp kìa. Làm nào bây giờ? Đại ca, bỏ giấy ra. Bỏ giấy ra. Nó vẫn kêu. Ok.
cứ như thế này hỏng máy mất đại ca. Ô, thế làm thế nào bây giờ hả mọi người? Em có cách. Cách gì, cách gì? Đại ca cầm tờ giấy này, đút vào in, rồi chờ nó edit ra. Đại ca lại cầm đúng tờ giấy đã in, lại đút vào, chờ nó edit ra. Đút vào in, rồi edit ra, lại đút vào. Rồi. Đại ca làm đi. Còn có 2968 tờ ấy, số lộc phát đây đại ca. Đại ca cố gắng ở lại in nhá, bọn em về đây. Đi. Đại ca. Thôi, mọi người ở lại giúp tôi chứ. Nghĩ đến cái cảnh mà cứ đút rồi lại ẹt ẹt, lại đút rồi lại ẹt ẹt, 3.000 trang thì cũng rụng cả tay chứ nhờ. Bà thấy kế của tôi siêu không? Không nhờ em biên tập ra được một cái file 3.000 tờ á thì làm gì có chữ để bây giờ anh Trung đút với cả ẹt ẹt. Em thấy giỏi đây này. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo gọi luôn này, để tôi bật lo ngoài nhá. Alo, đại ca đấy à? Alo. Các cậu cứu tôi với, tôi chết mất. Thế đại ca vẫn đang ngồi trong máy in đấy à? 2003, 2002, 2001, 2000, 1999. Thế đại ca cứ tiết kiệm giấy tiết đi nhá. Quay lạ, 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào đến cả. Có cái tay này, mới có đút vào ẹt ra 3.000 lần thôi mà đã thành bệnh nghề nghiệp mãn tính. Giật nữa đi, giật đi. Em chào sếp ạ. Rất hoan nghênh tinh thần tiết kiệm của phòng 5S vượt chỉ tiêu của công ty đề ra. Tôi sẽ thưởng nóng cho phòng 1 triệu bổ sung vào quỹ. Mình làm lãnh đạo giỏi thật. Hy sinh cái tay mà được thưởng 1 triệu. Nhưng tôi phát hiện là phòng làm hỏng cái máy in nên phải đền cho công ty. Mà giá của máy in là 6 triệu, đền đồng ngay cho tài vụ nhá. Đại ca tự nộp tiền phạt nhé.